Ngày 22 tháng 8 vừa qua, cả Bắc Ninh đều bất ngờ khi chứng kiến một phụ một đại ca giang hồ có tiếng tại Bắc Bình có tên là T.M.S bị vợ con bắt quả tang khi đang hú hí với bồ tại nhà nghỉ. Vừa ập vào phòng thì đại ca chạy mất cả dép để lại cô bồ một mình. Được biết đại ca này đã nhiều lần xin chị vợ tha thứ, chị vợ rộng lượng bỏ qua nhưng sau cùng vẫn chứng nào tật đấy. Tần Tảo chăm lo gia đình, nuôi nấng ba đứa con khôn lớn, không thể chịu được cảnh người chồng chung chăn chung gối với mình đi ngoại tình nên đã quyết định đi dạy cho Tuesday một bài học. Nhanh chóng cộng đồng mạng đã tìm ra được in tư của Tuesday này, tóm tắt qua tiểu sử của em Tuesday đã có một đời chồng, chồng đi tù. Sau về thì bỏ nhau. Trước làm CEO văn phòng, cụ thể là phòng karaoke kiêm luôn vị trí cho các anh xả đồ, chứng kiến cảnh tượng đó mẹ chồng cũng không chịu được lao vào khom bạt con bát cùng con dâu luôn. Một người anh lớn đại ca giang hồ lên mạng luôn nói đạo lý, sống chuẩn mức mà có những hành động không thể chấp nhận được với đạo lý làm người. Được biết hai người đã có riêng hai đứa con với nhau, vợ đẹp con khôn gia đình hạnh phúc thì không thích, chẳng hiểu nổi suy nghĩ kiểu gì, đúng là tháng cô hồn, lòi ra một đống con giáp thứ 13.